lâng như thế chúng ảnh vào lâng cây nó không không quen mà ta đã bà riêng này làm như này là mẹ giết con khê đảng nhà Thu Huyền bà con xuống đây. Làm gì mà không cho vào? Ủa anh ấy làm gì mà không được vào hả anh? Con người chết đói theo. Mình không có liên quan gì đây thì mình con cùng họ hàng mà sao lại không được vào? Thay đổi chiến thuật à? Ủa đâu mà chị đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng rồi. Các anh đấy, các anh giở quyền lực của các anh làm thôi, chứ có phải là làm việc với dân đâu. Nếu làm việc với dân nó phải có đầu có đuôi, nó phải có sự hợp tình hợp lý, là có lý như nó phải có tình một tí. Dân không hiểu thì phải giải thích cho dân nghe. Dân không hiểu phải dạy cho dân biết. Sai cùng nhau phải nói đúng không? Nói đúng rồi. Nói gì đấy? Mà bây giờ nếu muốn cắt điện lại có to giấy trên điện được. Còn bây giờ dân có làm sửa. Dân không biết làm ấy thì phải chỉ cho dân biết. Thế mà chết rồi. Hôm nay không có cắt điện đâu. Riêng công ty Dương Phong đó, mai cái đoàn là có. Nếu như hôm nay ấy, mà cắt đoàn, cắt điện ấy, cứ ai chết là khiêng lên ủy ban thành phố, khiêng cái xác lên ủy ban thành phố. Ai mà cũng không thực sự là khênh lên trên nhà cái ông làm, ông cái chỉ đạo của giết dân này à? Người ta mấy chục tỷ người ta tự dựng thật chứ? Các ông có biết là các cái hệ lụy các ông làm đến mức độ như thế nào không? Các ông đi làm như thế này mà cũng gọi là nói chung là cũng gọi là các cái tôi không biết là các ông ở cấp trên cấp dưới như thế nào mà đưa ra cái nghị quyết để làm đi làm việc dân chúng tôi như thế này, đưa ra cái chủ trương làm việc. Tôi cũng không nghĩ là cái chủ trương của các ông trên tỉnh trên huyện trên thành phố làm như thế nào mà đi để cho quân đi làm như thế này. Chị đang bật gọi là sai trái cái gì đang nghe bao nhiêu nghìn năm mà các ông bảo diệt. Bây giờ sai đâu thì phải cùng tháo gỡ, cùng chính quyền, gọi là có đảng có chính quyền thì phải cùng tháo gỡ. Sao lại đi làm như thế này? Đây là cán bộ đi làm nhá. Sao lại đi làm là đi xuống nhà người ta, xuống cơ sở nhà người ta dập điện cái, thế là xong, thế là các anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh có biết cái hệ lụy ở đằng sau là như thế nào không? Tất cả mọi chủ trương đều có thể thay đổi. Để cho bây giờ cả già cả trẻ cả nhà cả lớn cả bé người ta cũng là thay đổi, chủ trương lại bảo là đây là chủ trương rồi, không thay đổi được làng nghề. Làng Bình xuống hết đây. Một cái nhà để cho thuê. Con nhà Bình đang ở, không cho ở, gọi mấy cái thằng Tây ta vào đây để cho thuê là mất tiền thôi. Đấy, các đồng chí đang làm biểu đô đang làm gì đấy. Có một cái nhà rất đẹp, con đang ở. Thế là xong cho dân, nhà dân là con. Xong rồi không cho dân ở, không cho dân ở, không cho dân làm, không cho con ở. Lại đi đi trương bộ các chị Tây ta tàu ra vào đây. Chị mang về đấy. Đấy, để có lô ma thì dân không hiểu. Anh ra từ cán bộ làm việc với anh làm gì anh? Coi như là chặn đâu bạn ra chặn của mình được. Đấy. Quay làm ăn cái kiểu này à. Anh Duyên ơi. Có ai làm gì đâu mà phải bảo vợ à. Ta từng nghĩ là cứ phải bảo vợ à. Ta lại phải quỳ đi à. Truyền hình thì lại cắt ghép không để cho nó đúng trình tự cái lời của bà con. Làm sai rồi đấy bà con ấy, bà con không khê chưa mẹ?
Chị không hiểu là cái chủ trương này, cái chủ trương quay ngược lại không khác gì cái chủ trương của đồng chí chủ tịch thành phố này là chủ tịch con cho bà con rồi. Chết video đấy. Ông chủ tịch cũng chưa bởi vì là đi đi quay máy ca tác xong bắt đầu xeo ra thành phôi giấy trắng. Xong bắt đầu ai cũng nhìn thấy cứ tưởng là làng Đồng Cao xeo giấy bẩn quá nhưng mà thực tế không phải thế đâu. Hoàn toàn là quay và cắt ghép rất chi là sai. Toàn cho các cái bẩn nhất bắt đầu quay cắt ghép lên là kêu là làng Đồng Cao phong khê xeo ra giấy như này. Mà thực tế có giấy mà lại cứ đi khen thương hiệu bên ngoài xong bắt đầu về chê làng giấy Đồng Cao không biết là như thế nào. Bởi vì mọi người ở bên trên mọi người không hiểu trên thực tế toàn xem rồi sau về đây chí mạng vào dân xem video cắt ghép toàn các cái chỗ bẩn nhất bắt đầu quay bắt đầu cắt ghép bắt đầu cho lên video là cái làng Đồng Cao là bà cụ này không biết là năm nay là chín mấy tuổi rồi. Chết chị chết sơn bảo chị không cứ gọi cả nhà không thôi rồi chết rồi. Cổng to to rồi. Cổng to cái gì một chữ chứ. Sang nhà chủ thu Huyền rồi. Này lên làm giám đốc à? Không phải đâu. Ngày xưa ấy, nó là huyện Yên Phong. Tại sao ấy?
có sách là nhiều nhiều nước ngoài về đầu tư quá, phải lợi nhuận quá, nên là muốn việc làm một cách đơn giản. Không có nữa, không có nước.
chị Hải em qua là sai ngay. Bây giờ nhá, ở đây có bao nhiêu nhà mà chưa đúng chỗ thì ra đấy. Cháu nói cho mà rõ là như thế này à. Giấy được gửi về đây không phải đó. Tại đâu mà là người dân Việt Nam mà đâu có ai phải trả tiền chứ. Hay là chị thì không gọi không đây là thôi. Đấy, nói rõ quan điểm. Người dân Việt Nam có ai phải trả tiền chứ. Lúc này là một cái đợt là xin tiền cái câu. Bố em không làm gì cả đâu đâu cái. Không đi phạm pháp luật. Anh đi là cả nói đâu. Không làm gì cả đâu. Chưa ra các vượt. Vớ vẩn. Đóng tiền chứ là sai luôn. Đặt lại xuống đây tất cả tiêm pháp lý. Bà vậy vậy. Tất cả chứ em muốn nữa vớ. Ờ, còn không nuốt được phở, tí nữa phở bình oxy. Bà con đang khổ quá này. Giờ già này vẫn phải lo dò, vẫn phải lo cho con, vẫn phải suy nghĩ cho con đây này. Em phải đưa đi là và nếu mà tí mà cứ làm không mở mắt ra là hai em chịu trách nhiệm ấy. Mọi em mình mất ăn
vậy đã phải lo ấm ớt ra rồi. Mà em đây là người nói. Anh cho em đi nhờ. Tự dưng các đồng chí đến đây là tất cả mọi việc công việc. Mình cứ đứng ở đây, chả hiểu đúng thế nào. Nó không đứng không được, đúng không? Không đứng không được, không đứng không được. Thì không đứng thì nhà mình sống muộn, mất hết tài sản. Ở nhà bây giờ chỉ còn những bà mấy em cho con bú thì ở nhà thôi. Còn đâu là có ai, còn đâu là có chân là phải đi vào. Đây là vào nghỉ rồi lại đi ra. Không ngã, mình thấy không ngã. Đấy. Tôi già thứ hai là rồi. Già thứ hai. Cụ năm nay bao tuổi rồi? 90. Đấy là cụ khỏe đấy. Khổ. Thôi, anh em con luôn ủng hộ, nhưng mà em gọi rồi. Cụ chín mấy tuổi phải xin các anh đấy. Làm gì đâu, cũng phải đi cầu đi xin đấy. Chết ngay bà làm gì mà chết? Không có chết, không có chết. Bà không phải chết. Đồng chí Hoàng Đức Bách ở đây, bà không phải chết, cũng không phải chết. Đồng chí sẽ nói gửi gắm những cái lời của bà đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố để cho các lãnh đạo ở bên trên nghe thấy của lời nói của bà, đại diện cho tất cả cái phường này, đại diện cho tất cả các cụ già của không, đồng chí bố mẹ của những cái danh nghiệp trong đây. Không có người nuôi, bà cứ yên tâm lên, nếu mà có các điện thì lên Ủy ban thành phố, người ta các trợ cấp có nuôi bà. Đây đồng chí, cứ nghỉ đi, đây nuôi hai trăm lông vật nuôi. Khóc, không khóc. Ý của cô con biết rồi, cô sẽ báo cáo lên cấp trên nha. Không được khóc, bình tĩnh. Đồng chí Bách không cắt điện đâu. Phải ra cái ngồi khỏi mỏi. Đi ra ngồi cho yên chí đi làm, không sao lại ngã được mẹ Bách kìa. Hôm nay mà ngã một cái đó là xong rồi mà. Phối hợp nhé.
Nhà như có dân có ai này đâu. Đó, một tâm quen rồi một tâm.